Hello, xin chào anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Đây, vừa ấy, bây giờ là 9 rưỡi, vừa mở bát quả live của Nhật này. View nãy là 80 mắt xem. Còn đâu Dương là 100 chia 25. Đấy, mọi người bảo Dương Nhật khó ăn nhưng mình vẫn ăn này. Ăn ngon lành luôn này, ăn đều nhá. Full dàn 10 máy 7 này, cộng 7 14 này. Cộng với lại 4 nữa là 18 này. Cộng 5 nữa là 23 này. Cộng 3 nữa là 25 này. Cộng 4 nữa là 29 này. Cộng 5 nữa là 34 này. Cộng 6 nữa là 40 này. Đó, 46 view. Cộng 1 ngoài nữa là 47, à 47 xu. Đấy, tổng có 100 xu chia cho 25. 80 mắt xem mà mình làm 47 xu thì các máy khác chắc là nịt hết. Đấy, sáng ra thì chia sẻ quả kèo buổi sáng cho gọi là chúc mọi người có một buổi sáng là may mắn tốt lành, mình cũng làm sao là sáng nay gỡ lên đôi ca. Rồi chào các bạn nhá. Thế rồi chia sẻ thế rồi, view ăn rất đều của Nhật. Quan trọng nhất anh em phải săn nai tốt nhá. Chứ còn không thể tào lao được, tào lao không chịu săn nai thì khó ăn lắm.